Thưa quý vị và các bạn, người dân ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh của tỉnh Thanh Hóa và những vùng phụ cận những ngày vừa qua luôn sống trong nỗi khiếp sợ từ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Định An. Bởi theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp này có dấu hiệu khai thác khoáng sản sai phép, không đảm bảo yếu tố về môi trường, tải trọng. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Phóng viên kênh VTC14 đã có mặt tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để ghi nhận sự việc. Nằm cách mỏ khai thác đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Định An thuộc xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa chỉ vài trăm mét. Từ nhiều tháng nay, lúc nào cửa nhà bà Lê Thị Tiến cũng phải đóng chặt. Bụi từ hoạt động khai thác, vận chuyển, ngay quét nhiều lần vẫn không hết. Bà Tiến đành phải tự quây kín nhà như thế này. Kiểu đó ạ, nó là hắn cái hòn sỏi ngoài thân văng bữa cô chia che cái rèm đi, hắn văng một cái mà vụ bay qua mặt đi má trong đó, xong bữa nay mà đúng vào đầu rồi chắc là thôi chắc đi cấp cứu, một cái thì còn được hai ba cái cứ răng hàng ba ra đi thì có lúc ba cái cái mộ nhà muốn nhường cái mộ bắt đầu cứ tranh nhau chạy đó, rồi vượt thì cái nó vượt cái kia. Mà nói chung là tối các cụ không ngủ được thì chạy nhiều quá rồi không ngủ được. Chạy đến mấy giờ đêm ạ? Chả kể được, có bữa cứ chạy 11, 12 giờ, 1, 2 giờ sáng. Về công tác bảo vệ môi trường, có nhiều chỗ là làm vẫn chưa tốt, để vẫn bụi, rồi tiếng ồn, các thứ là vẫn có ý kiến của nhân dân. Rồi một số các cái đơn vị mà được cấp giấy phép khai thác thì họ không chịu đầu tư các cái máy phun nước. Tiến sâu vào khu vực khai thác mỏ đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Định An, màu xanh của núi rừng bạt ngàn nay đã thêm một gam màu mới, kèm tiếng gầm rú của máy múc và các xe chuyên chở. Sẽ không có ai quan tâm nếu chúng vô hại. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, những chiếc xe chuyên chở này với nhiều logo khác nhau vô tư đại náo khu dân cư. Mình đi đây này, đến như mình đây đang khỏe đang ấy mà đi đang còn thấy nó vất vả, mà lại có đi phóng nhanh vượt ẩu nhiều lắm. Như kiểu đi ra đường mà con em đi học đi xe đạp sẽ mặc xe đi hiên ngang cứ lao vun vút, cái tốc độ nhanh quá, đi trong làng mà nhanh quá, mà trường học, rồi chưa kể đến là bụi bẩn, rồi là ấy, nói chung là nguy hiểm. Để trước có làm nhân dân phản ánh, nhân dân làm dân hành chính. Thế còn đường thì dân có phản ánh không ạ? À, có nhưng mà ấy rồi, cái gì nhà mình ấy sau này như là sửa đường như thế nào, không cái phản ánh gì nữa. Dân trước đây thì có phản ánh không ạ? Có phản ánh nhưng mà bảo họ rồi. Xe này của mình có phải cắt thùng không anh? Có chứ, bây giờ cũng đang có chỉ thị cắt đấy. Đã cắt con nào chưa ạ? Cắt nhiều con, như con này là cắt hết cỡ rồi này, con đang đứng đấy. Đấy, như thế là cắt hết cỡ đấy ạ? Ừ, nó tiêu chuẩn đấy, nó cho cao 1m3. Và đây là những chiếc xe đã cắt thùng, theo lời của vị quản lý mỏ. Việc chính quyền địa phương cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Định An khai thác đất tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Bắc Nam. Trong quyết định cấp phép, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ rõ trách nhiệm của doanh nghiệp là chỉ được khai thác khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, và trong quá trình khai thác, vận chuyển phải đảm bảo không để ảnh hưởng tới môi trường, đời sống của nhân dân và kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, thực tế việc khai thác, vận chuyển này lại đang gây họa cho người dân xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh và các vùng phụ cận.